Xin chào, chào mừng anh em quay trở lại với anh em TV. Và trong video lần trước mình đã từng nói về một vấn đề, đấy chính là liệu rằng những cái ốp lưng nó có thực sự bảo vệ điện thoại của chúng ta hay không. Và mình cũng đã cảnh báo anh em một chút về những cái ốp lưng hàng dởm, hàng fake. Và ngày hôm nay thì như mình đã hứa, mình đã giữ lời hứa là mình vừa mượn được một cái iPhone 8 Plus của thằng bạn mình. Một cái thằng kiểu Rickit của Rickit mua điện thoại về thực sự sử dụng như một cái điện thoại, không cần ốp lưng, không cần dán màn, và đến bây giờ đã được gần 1 năm rồi. Và chúng ta sẽ thử cùng nhau xem một chiếc iPhone 8 Plus hai mặt kính như thế này, thì nếu như chúng ta sử dụng nó kiểu dầm mưa dãi nắng, sử dụng nó trần trụi sexy như thế này thì nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Ngoài ra, nếu như anh em hứng thú với giá bán của các thiết bị iPhone, iPhone 6s, iPhone 7 hay thậm chí là cả iPhone 8 Plus hiện nay đã có mức giá giảm là khá sâu, đừng quên click vào đường link mua hàng mình sẽ để phần mô tả video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau săm soi thêm chiếc 8 Plus này sau gần 1 năm sử dụng nó sẽ như thế nào. Và như mình có nói, cái thằng bạn của mình nó đúng chuẩn là Rickit của Rickit, thế nên là xài điện thoại đúng theo cái kiểu là mất tiền mua mâm thì ông đâm cho nó thủng, không cần bất cứ một cái phương thức bảo vệ gì, không ốp lưng, không miếng dán, dãi nắng, dầm mưa. Và mình chứng kiến nó làm rơi, làm rớt, va đập cực kỳ nhiều rồi. Thì có rất nhiều bạn, cái lo lắng đầu tiên của chúng ta khi mà sử dụng những thiết bị mà có hai mặt kính như chiếc iPhone 8 Plus, đấy chính là nếu như chúng ta không sử dụng ốp lưng, rơi rớt, nó có thể khiến cho cái mặt lưng này bị nứt, bị vỡ chẳng hạn. Thì câu trả lời là gần như hoàn toàn không hề nhìn thấy bất cứ một cái vết chảy xước nào ở trên cái mặt lưng của iPhone 8 Plus. Thật ra là có, nhưng mà nhìn sơ qua như thế này rất là khó chúng ta thể nhận ra được. Do đó, để thấy rằng Apple hoàn thiện cái mặt lưng của iPhone 8 Plus với một cái chất liệu kính phải nói là khá bền, và cái cách làm màu như này cũng khiến cho chúng ta rất là khó thấy được những cái vết chảy xước khác nhau. Nhưng cái mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn cả đấy chính là cái camera lồi lên như thế này. Mình có từng chia sẻ trong rất nhiều video, đối với mình camera lồi là một trong những cái điểm trừ rất lớn về mặt thiết kế. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ cực kỳ mẫn cảm với mọi thể loại tiếp xúc. Và như cái camera này đây, các bạn nhìn thấy rằng ở trên mép nó có một cái vết nó bị móc xuống, chính là dấu hiệu của việc rơi rớt. Rất là buồn cười, rơi rớt mặt lưng chả bị làm sao, nhưng mà camera lồi lên thì bị tổn thương là cực kỳ nhiều. Và sau thời gian chúng ta có thể thấy rằng cái cụm camera kép này có cái đường viền nó đã bị dỉ này, nó đã bị tổn thương đi là cực kỳ nhiều. Do đó đây sẽ chính là một trong những cái điểm chính nhất mà các bạn nào đang sử dụng thiết bị có camera lồi cần phải quan tâm. Đó, anh em nhìn nó gì này, nó móc, thậm chí là bị cả một cái vết bụi gì nó chui lọt vào bên trong ống kính. Nhưng khá là ngạc nhiên là chiếc iPhone 8 Plus này của mình vẫn có thể hoạt động camera một cách hoàn toàn bình thường, thậm chí là chụp hình xóa phông, sử dụng camera thứ hai mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì cả. Tiếp đến là chúng ta sẽ săm soi đến một cái vấn đề đáng quan tâm hơn, chính là cái khung viền của máy. Và 8 Plus có thể nói là vẫn gặp phải một cái vấn đề giống với iPhone 7 và iPhone 7 Plus, đấy chính là vấn đề chóc sơn. Khi mà chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng thôi, chúng ta sẽ ngay lập tức xuất hiện những cái vết chày như thế này nếu như chúng ta không thực sự bảo vệ máy. Và những cái vết chày này về lâu về dài nó sẽ bong chóc dần ra và nhìn nó sẽ nham nhở khá là xấu. Đây là cái vấn đề mà Apple đã gặp phải với những thế hệ iPhone trước, và đến tận bây giờ chúng ta vẫn thấy nó xuất hiện trên iPhone 8 Plus. Đó, anh em nhìn này, những cái vết xước răm này, kể cả những cái va chạm thông thường như kiểu là cà vào chìa khóa này hay cà vào đồng xu, thì sau một thời gian dài nó cũng sẽ gây ra những cái tổn thương như vậy. Đây, anh em nhìn thấy là hai cái vết móp này chính là hai cái vết mà thằng bạn mình nó hạ cánh từ trên bàn xuống này. Đó, nó sẽ như thế này. Đó cũng chính là lý do vì sao mà iPhone 10 với cái khung viền làm bằng thép không gỉ nó lại được sự săn đón nhiều đến như thế. Bởi vì độ bền cũng như là về lâu về dài nó sẽ vượt trội hơn so với iPhone 8 Plus là cực kỳ nhiều. Ngoài ra, chúng ta sẽ quay trở lại mặt trước. Đây là một cái màn hình hoàn toàn không hề sử dụng bất cứ một cái miếng dán hay là một kính cường lực nào cả. Và sau một thời gian dài sử dụng thì các bạn có thể nhìn thấy rằng chúng ta vẫn có một cái màn hình với sơ qua chất lượng phải nói là khá tốt, không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ và chúng ta nghiêng sâu thì sẽ thấy rất là nhiều vết xước răm ở đây. Đó, đây là một cái điểm mà gần như hoàn toàn không thể tránh khỏi đối với màn hình của smartphone. Kể cả nhà sản xuất có quảng cáo là kính cường lực nó tốt đến như thế nào, thì những cái tác động nhỏ nhất, ví dụ như hạt cát, hạt bụi cũng có thể gây ra những cái vết xước ở trên màn hình của chúng ta. Cái cạnh dưới này thì thằng bạn mình nó có làm rơi khoảng 2-3 lần khá là mạnh, thì chúng ta đã thấy có một cái vết nó bị gọi là không khít nữa, cái mặt màn hình và cái mặt khung của máy nó đã không còn khít nữa rồi. Ngoài ra, khi mà chúng ta nhìn sâu xuống cạnh dưới một chút thì các bạn sẽ thấy rằng ngay sau chỉ khoảng một vài lần rơi rớt thì nó đã có những cái dấu hiệu thiệt hại đáng kể, đấy chính là cái màn hình và cái khung máy nó không còn khít với nhau nữa. Đây cũng chính là lý do vì sao mà mình thấy rằng có nhiều bạn nói là điện thoại chống nước nhưng mà rơi vào nước chỉ có một tẹo thôi mà nó đã gây ra hỏng máy này, chập mạch này, xong rồi liệt cảm ứng này, xong đơ màn hình các thứ. Thì có thể là do quá trình sử dụng chúng ta đã bị rơi rớt và đập, do đó thì khả năng chống nước nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Đây chính là cái viền ở góc dưới này.
Và khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn về những cái góc cạnh khác thì nó cũng đã không còn được khít như vậy nữa. Ngoài ra mình sẽ chia sẻ thêm một chút nữa về cạnh dưới của máy. Sau một thời gian sử dụng, chúng ta có thể thấy rằng những cái vết xước răm này, những cái vết xước sơn nó đã xuất hiện là cực kỳ nhiều. Vì cái máy này thằng bạn mình nó hoàn toàn không hề sử dụng bất cứ một cái hình thức bảo vệ nào cả. Và đó là một video rất là nhanh mình trên tay cho anh em xem một chiếc iPhone 8 Plus nếu như mà chúng ta không sử dụng bất cứ một hình thức bảo vệ nào, không ốp lưng, không cường lực, không miếng dán màn hình, sử dụng nó đúng chuẩn như một công cụ hỗ trợ hàng ngày, dùng dãi nắng dầm mưa tất cả mọi thứ, thì sau gần 1 năm nó sẽ như thế nào? Thì câu trả lời là ở đây. Đó, nó sẽ như thế này đây. Và nói thêm một chút nữa về việc có nên mua iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại hay không, thì cá nhân mình đã từng nói trong một video gần đây rồi. Đối với mình thì đây là thời điểm có lẽ là kém thích hợp nhất để chúng ta mua iPhone 8 Plus. Vì sắp tới chúng ta sẽ có tới 3 mẫu iPhone khác nhau để mà lựa chọn khi mà thiết kế của những thiết bị iPhone đời cũ như chiếc 8 Plus này nó đã không còn xuất hiện nữa rồi, và chúng ta sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới đến từ Apple. Còn đối với những bạn nào vẫn hoài cổ, vẫn yêu thích cái thiết kế cổ điển này của Apple thì đây có thể coi là một trong những chiếc iPhone 8 Plus, một trong những cái phiên bản iPhone 7 Plus hoàn thiện nhất đối với mình. Và anh em nghĩ sao? Đối với anh em thì một lần nữa, anh em có sẵn sàng hy sinh đi ốp lưng, hy sinh đi miếng dán màn hình để có được một cái trải nghiệm sử dụng nó sướng nhất, nó đã nhất, nó sexy nhất hay không? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Đấy, đúng là phong cách sử dụng máy của Rickit và khác, nhìn này mà sướng chứ. Anh em ơi!